Loa Hải Phòng xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì Loa Hải Phòng sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn chiếc micro khá là nhỏ gọn và nó có tích hợp sẵn cái sao cạc ở bên trong. Khi hát karaoke, thu âm, phát live stream trực tiếp trên Facebook, trên Bigo hay là anh chị sử dụng để hát trên các cái phần mềm karaoke trên điện thoại, ví dụ như iCloud, một số phần mềm hát karaoke khác khá là tiện dụng và nhỏ gọn. Cái hộp của nó chỉ bằng một cái hộp đựng điện thoại thôi, chỉ bằng một cái hộp điện thoại và chiếc mic bên trong khá là gọn, anh chị có thể cho vào túi và mang đi du lịch ở khắp mọi nơi, rất là tiện, không phải vướng víu nhiều dây dợ như là cái trọn bộ cái bộ hát live stream như sao cạc và những cái dòng mic thu âm khác. Nói chung đây sẽ là một chiếc mic dành cho các anh chị nào thích hát live stream karaoke online trên Facebook, Bigo, mà nó lại nhỏ gọn, tiện dụng, có thể mang đi mọi nơi. Và đặc biệt cái này nó lại hỗ trợ cực kỳ tốt cho những cái phần mềm hát karaoke trên điện thoại, ví dụ như iCloud hoặc là Karaoke Loud. Rồi ok, rồi bây giờ Loa Hải Phòng sẽ mở hộp ra xem bên trong có những gì nhá. Ok. Xốp chống va đập khá là cẩn thận. Ở đây, đây là chiếc mic của chúng ta này. Chiếc mic của chúng ta có màu đỏ và đây này là màu màu hồng tím. Đây là màu hồng tím. Khá là nhỏ gọn. Khá là nhỏ gọn nhá. Con trai cầm cũng vừa tay mà con gái thì cầm rất là xinh. Nhỏ gọn. Nhưng mà tuy nhỏ nhưng khá là nặng. Khá là nặng và cầm rất là chắc chắn. Thiết kế kiểu dáng cũng rất là đẹp. Và tiếp theo mình xem phụ kiện đi kèm có những gì. Phụ kiện ở bên dưới này. Có hai chiếc hộp con ở bên trong. Mình sẽ mở ra xem hai chiếc hộp này có những gì nhá. Rồi, hết rồi. Chiếc hộp thứ nhất, như vậy chiếc hộp thứ nhất là có một sợi dây cáp. Dây này là dùng để sạc pin cho cái mic. Tiếp theo là hai sợi dây 3.5 để một sợi để lên nhạc và một sợi để làm dây livestream. Chiếc hộp thứ hai thì đầu tiên đó là quyển sách hướng dẫn. Tuy nhiên là hướng dẫn toàn bằng tiếng Trung thôi. Mình không biết tiếng Trung thì có thể bỏ qua quyển sách này. Rồi hết rồi các bạn. Và cuối cùng đó là chiếc tai nghe. Chiếc tai nghe đi kèm cái mic này cũng là chiếc tai nghe chính hãng của ISK luôn. Nhìn khá là đẹp, khá là chắc chắn và cái thiết kế của nó rất là đặc biệt. Cái này cái đầu này nó có cái mút này, cái đầu mút này nhét vào tai. Không thể rơi được. Dây mềm dẻo, rất là bền. Chắc là chất lượng ok đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối cái mic này để chúng ta cùng khám phá xem những cái âm thanh của nó như nào nhá. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng hai sợi dây 3.5 này. Mình sẽ cắm cái dây 3.5 trước này vào cái điện thoại này để mở nhạc. Và sợi dây 3.5 theo mình sẽ kết nối với điện thoại đang quay video đây. Alo. Ok, mình đeo tai nghe và đã nghe thấy rất là rõ cái âm thanh của chiếc mic này rồi. Và bây giờ mình sẽ học hỏi cái nút bấm trên này. Thì cái chiếc micro này khá là đơn giản, không những đơn giản
về nó chỉ là một chiếc micro độc lập, nó tích hợp sẵn cả sao cảm ở đây, không cần phải dùng sao cảm rời như những cái bộ thu âm live stream khác nữa. Chỉ cần một chiếc micro thôi, chúng ta đã có thể thu âm live stream hát karaoke online được rồi. Cái thứ hai là cái nút hiệu chỉnh gain, nó chỉ gồm bao gồm 5 nút thôi, rất là đơn giản, không nhiều nút làm nhạc phức tạp. Đầu tiên là nút nguồn này, tiếp theo đó là cái nút chọn chế độ vang. Alo, 1, 2, đây là cái chế độ không có vang. Alo, 1, 2, 3. Alo, 1, 2, như vậy nó có hai chế độ vang khác nhau các bạn nhé. Vang gần, vang xa, ok. Và đây là cái volume to nhỏ của mic. Còn đây là khi mà chọn chế độ thu, khi mà hát thì các bạn vẫn nghe cái độ vang của nó, nhưng mà khi gạt lên thì các bạn sẽ không nghe thấy tiếng vang của nó mà chỉ nghe thấy âm mọc thôi. Trường hợp mình thu nhưng không muốn có độ vang thì thu âm thanh mọc là dành cho các bạn là thu âm để mà làm nhạc đấy. Alo, alo, thu bằng tiếng mọc thôi, sau đó là cho phần mềm chỉnh sau. Còn thường chúng ta hát chúng ta gạt xuống để thu vào độ vang. Còn đây là cái nút mà chọn bát này. Alo, bát chép vào chung, đền bát, alo, 1, 2, 3. Alo, đây là chung, âm chung, alo, alo. Đây là chép, alo, 1, 2, làm cho giọng mình sáng hơn, nghe nhẹ hơn, ok. Như vậy thôi, rất là đơn giản, sử dụng chiếc micro này cực kỳ đơn giản. Dây dợ chỉ có hai sợi dây, một sợi dây cắm vào điện thoại và nhạc, một sợi dây cắm vào điện thoại phát live stream và quay video, và cái tai nghe của mình cắm vào, thế thôi, rất đơn giản. Chỉ một chiếc mic này mang đi mọi nơi, chúng ta có thể hát karaoke, phát live stream trực tiếp Facebook, hoặc đặc biệt là nó hỗ trợ để chúng ta có thể hát ở trên những cái phần mềm hát karaoke trên điện thoại nhé, ví dụ như là iCra hoặc là Karaoke Lounge, rất là ok nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mở nhạc lên để hát thử một bài. Ngày mai đám cưới ăn máng gà em nuôi em, ăn máng gà em ngày đồng một ngày. Xây giấc mộng bát đơn, yêu người tuổi mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá ướp mộng học trò, mối tình xanh như khúc hát. Ok, như vậy là video này thì mình đã đập hộp cũng như là test cái âm thanh của chiếc micro IK IM6 khi mà chúng ta hát karaoke online trên Facebook, trên Bigo, rất là tiện lợi, rất là nhỏ gọn, không cần phải kết nối sóng cạc dây dựa lằng nhằng, chỉ cần một chiếc micro thôi chúng ta đã có thể hát karaoke thoải mái rồi. Anh chị em nào có nhu cầu thì comment dưới video thì mình sẽ tư vấn thêm, hoặc inbox cho mình qua số điện thoại Zalo 0904 678 66 nhé cả nhà nhé.